Kiều Trinh. Cảm ơn mọi người tặng quà nha. Đã bấm vào màn hình còn tặng quà nữa, bên kia sao chưa lợi. Bà cứ đợi đó, còn một phút, còn hơn một phút nữa cơ mà. Kèo cho tôi. Ơ, tôi một cái cục TikTok lên đây xem nào. Trốn đi chỗ khác đi, anh đưa mặt ra chỗ khác đi. Đó. Đấy, nhìn ghê quá. Nhìn ốm đau quá hả? Nhìn thầm lòng quá. Không. Ê, bên kia 10 triệu tim thì anh Đức anh sẽ hút hết cái nước mũi của Luna đang lòi lòi. Hơi cứng. Ê, nhưng mà ngày xưa các mẹ hút cho con hút sợ quá. Ồ sợ nhỉ. Bảo mình bị chịu luôn. Ôi, mọi người nhớ mua áo nha. Thêm vô giỏ hàng rồi bấm thanh toán nha. Cảm ơn mọi người đã giúp tụi mình bên này nhá. Em mua hai cái hai màu hả? Bên chị có. Cảm ơn mọi người. Cái gì mình có 7 màu rồi, 7 màu rồi mọi người. Mua 7 cái đi. Mọi người nhớ vô tập đặc biệt xem rồi share link nhiều nha. Rồi. Coi đồ thì share nha. Mỗi người ở đây là bao nhiêu, bên đấy là bao nhiêu người? 20.000 à? Sao thế, vào xem hôm sau 3 phút. Cái màu xi măng hay sao á? Be xi măng thì hết xe 1 rồi mọi người, mấy cái mẫu còn lại thì còn đó. Tôi ghi mẫu khác lên cho mọi người coi nhá. Ghi màu xanh đi, ghi màu xanh lên. Mọi người ơi, hết giờ rồi kìa. Wow. Trời, tưởng thế nào? Nói chung là kết quả cũng xem. Một bên thì 3.400, một bên thì 26.000. Xem nhau mà gần bằng nhau á. Thôi mọi người ơi, chắc giờ tôi phải tắt nai anh trước khi quay rồi. Ok. Ôi. Nha bà. Thôi được rồi, thì tất cả các bạn ở bên Lê Đức có thể sang kéo view qua bên anh Trịnh coi. Ok, cảm ơn mọi người nhá. Mọi người nghe tôi nói này, 18.000 người ơi. Cái này nói thật nhá, cái bài ảo thật đấy nó chán lắm, đừng xem. Còn hồi xưa 3 phút gì quá. Cái bài đấy bảo xem nó giật, nói chung là đẹp trai, nhạc ok, nói chung là cũng good đấy, nhưng mà chán lắm. Nên là mọi người vào coi đi để chê. Xem một lần cho biết thôi, vào comment bảo là chán lắm, xong rồi quay lại đây. Lại gửi. Nếu mà thấy lời tôi nói không đúng thì xem 2-3 lần, thật chán. Nhớ nói là từ like tụi tôi qua nhé mọi người, eo bạn tôi nghe. Mọi người sang đây, mọi người bảo là từ bên Luna Lê Đức qua nhá, từ bên Luna qua nhá. Ừ. Xong rồi bây giờ tụi tôi tắt like đây, mọi người qua bên Thịnh Ni đi nhá. Quay Lui nha.